xin hỏi chúng quay trở lại cùng mình. Tôi sẽ mở một con máy điện thoại tôi mua về, Vivo i83 900k nhé. Tôi sẽ mở gửi đóng gói rất là chắc, cái này hàng này được đồng kiểm, được kiểm tra thoải mái nhé. Cái shop này uy tín, mình mua nhiều nhưng không đồng kiểm đâu. Nó là full hộp luôn nhá, máy thì máy cũ, máy mới hoàn toàn. Hiện tại đây, guitar 3 nhá, đây full hộp luôn. Dán cẩn thận. Đây bên trong gồm có sạc, tai nghe, và đây là ốp, ốp lưng. Con này thì nó sản xuất bán khá lâu, bây giờ hình như nó cũng bán mới nữa. Con này thì không phải là hàng mới nữa nhé, người ta đổ vỏ lên vì 1810 Itama để xả hàng. Ok, mua được con máy cũng khá ok, khá ngon nhé. Đây, YouTube các kiểu. Rồi, còn mua sản phẩm này thì hình như là không còn, còn một cái duy nhất mình mua luôn rồi. Video mình sẽ tạm dừng tại đây, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Chào mọi người.